Trang web chính thức của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã đăng một bài viết rất chi tiết trước trận đấu U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc. Trọng tâm là cuộc phỏng vấn tiền vệ Lương Xuân Trường, cầu thủ có kinh nghiệm 2 năm thi đấu ở giải vô địch quốc gia Hàn Quốc. Anh đưa ra mục tiêu là U23 Việt Nam sẽ giành một điểm, bất chấp đối thủ có mạnh hơn. Bên cạnh đó, Lương Xuân Trường cũng chia sẻ mục tiêu cá nhân trong trận đấu này, đó là ghi bàn vào lưới của đồng đội cũ tại câu lạc bộ Incheon United, đó là Itai. Thủ môn này dự kiến sẽ bắt chính cho U23 Hàn Quốc tại vòng chung kết U23 năm 2018. Hình ảnh quý vị đang theo dõi chính là buổi tập cuối cùng của U23 Việt Nam diễn ra vào chiều muộn ngày 10 tháng 1, tức một ngày trước khi trận đấu diễn ra. Mọi công đoạn chuẩn bị đã hoàn tất. Hãy chờ màn trình diễn của các cầu thủ và tay cầm quân của huấn luyện viên Park Hang-seo tại sân chơi tầm cỡ châu lục. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của Báo Thanh Niên.